ដែលឆ្នាំ 1961 ហ្នឹងវាបានសហការជាមួយខ្មែរពង្រៀមខ្មែរពញ្ញុលខ្មែរឲ្យចេះពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ហើយចូលទៅក្នុងរាជវង្សានុវង្សតាំងបីឯបជាមួយនឹងអាស្ដេចពេលហ្នឹងហើយឆ្នាំ 1961 ហ្នឹងអាស្ដេចសៀនុចាប់ផ្ដើមគ្រងរាជទៅលើទឹកដីខ្មែរណាដែលបារាំងលើកឲ្យដូចនេះចំណុចហ្នឹងហើយវាចាប់ផ្ដើមអា
Hồ Chí Minh nưng sa hạ ca chư mùi nưng a si anu nưng a tại a lục ảnh ọt prom lực lãng tí nè ọt prom lực a na đai sa hạ ca chư mùi hai tư nị dị chư mùi Youn nưng a hết ấy ban lục ảnh mình lực a si anu pu a si anu nưng hay vi chi khiết tơ sâm lạp khmai sa hạ ca chư mùi Youn tăng pị chnam 1941 nưng hay đai miên krom a charakịch Youn mùi bmnai chu nơ knong bmra knong rịch vung sa na vung sa hạ ca đâm bây bm phlan chít khmai hay sâm lạp nẹ snai ha chít khmai bntơ bntơ tăng pị chnam 1941 មកពីការរកកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនបានត្រឹមត្រូវ
ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងដឹងដែរថាមូលហេតុដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺដោយសារយួនឈ្លានពានកម្ពុជានៅឆ្នាំ1990ដោយប្រើកម្លាំងរាប់ម៉ឺននាក់ចូលវាយលុកចូលមកកម្ពុជាហើយដកយកអំណាចឯករាជ្យរបស់កម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងតាមសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលសាធារណៈដោយចាត់តាំងមូលភូមិឃុំតាំងពីយុគរដ្ឋមន្ត្រីតាំងពីអគ្គលេខាធិការតាំងពីប្រធានរដ្ឋទីវៀតណាមចាត់
Việt Nam đôi khi mà mình chia thái thà Việt Nam offer không cái đồng cao pro 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 chỉ còn ốc đồng bây chỉ cho non chuyên viên Campuchia thì pro còn lo một lúc ấy nị dây pì riêng pro pro đại Youn offer không vì pro Youn offer không men vì vô phanh hà pro pro coi pì ban rộng đỏ nơi trăm mà phong bồng buôn rồi chết sập rạm ban này ta pro pro mưa khơi pì ốc bài coi Youn hỏi Youn chọn lệp đã mai dương á chia sầm phân ẩn đu chân tại pro pro mình ban vô tôm đôi nhé mình ban sẽ hạ ca cho mùi nâng Youn Youn thì tại dương cùng lịch nơi không cho na pro pro nâng á ពួកសម្ព័ន្ធខ្មែរយៀមមិញនៅក្នុងពលពតនឹងបែកឈប់ភាគរយអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបែកខ្មែរក្រហមចែកចេញជា២មួយក្រុមចិនពីរក្រុមយួនស្អីគេហៅថាមួយក្រុមចិនហ្នឹងចិនហ្នឹងគឺពលពតក្រុមចិនតែហេងសំរិនជាស៊ីមប៉ែនសំប៉ែនសវណ្ណរួមទាំងលោកស៊ុនទិនហ្នឹងទៀតហ្នឹងដែលហៅថាជាក្រុមពួកយៀមមិញដែលនៅសហការជាមួយនឹងពួកយួនបន្តសម្លាប់ខ្មែរដូចគេខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចទៅហើយខ្
ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំបានបញ្ជាក់កន្លងហើយពីផែនការប្រពៃណីកាលរបស់យូរនេះបងប្អូនយើងអ្នកដែលបានស្ដាប់បានយល់រួចទៅហើយថាវាមិនមែនជាចេតនារបស់យូរដែលឃើញខ្មែរយើងទទួលរងនៅអំពើការសម្លាប់របស់ប៉ុលពតហើយលួចចូលមកជួយនោះទេគឺជាការឈ្លៀសឱកាសដើម្បីសង្គ្រោះយក
biết do Campuchia hay cái đây sừng khâm rồi hoàn toàn đóng nâng lên dưỡng hay cả đi khai mà chống phạt bảo Việt Nam cứ sừng khâm ra từ những chuyện từ đây Việt Nam lấy bàn cầm Campuchia thằng sau hai còn tiếng hỏi chắc đây mua sầm lạnh được lòng tiền lúc bàn với nhau kết tục hoàn đóng lướt từ mũi hoàn nhận đóng xưa là từ nước chuyên là nè lướt từ phí hoàn nhận đóng mình bị chế tăng thoi bóng trả chun cho mình chặt đầu mình nếu mình chặt lại khơi ra chưa lớn chưa lớn tiếng cứ coi chuyện tức chặt xong có không mẹ đôi nhóm bàn chụp liếc bên này hỏi bàn chia sẻ hạt còn tài chiết thì chung nói đây à xin nụ nhà cả đa tư nơi lịch khách tư tham văn đồng coi pi khu chữ minh đầy ngọc tư đôi chế ai cả xa mua chụp luôn từ bậc cô ơi tham văn đồng nữa từ sẽ hạ ca chụp mua à xin nụ về nữa ngay à xin nụ về bình chun về bình chun lịch khách tư ơi à xin nụ nữa nâng từ sẽ hạ ca bình to từ tiệt có phần tế dương thì gì thế à nick cân là chiên thì vô bài muối đang bay mình men kì cặp lục ai ơi thưa ban chẳng sống gì nick kê sẽ hạ ca là không tiếp a cầm băng xin chết nữa à vậy đầy lục ai mưa khơi nhá à nâng cân là chiệt tu sơn nạ mũi cân là chiên nhiều bài mũi đang bay cái hơi tháp bầm play cái thưa ơi xì nụ hơi nâng tham bản đông nâng ấp cờ kia đối với lúc anh cùng ơi đang nhiều bài hơi cùng ơi một trong à biết gì vậy ta ô vì ở từ tua cờ xì nụ tam gặp bữa ta nick chiên nhiều bài robot à xì nụ hơi nâng giá cả chỉ mua du nâng à việt thưa chỉ thưa ấp cờ kia tam gặp bữa nhiều bài việt tiệt tuông tăng bị tao mò tăng bị hưu chủ minh đây ngọc tư ở bậc cô ta ơi tham bản đông hơi prap à hưu chúng mình đã thư can vô bài giang mạch lạc. Đôi chế lúc ấy cùng ôi một thư đọc xá đang bây ôi thả à xì nụ nâng tham bằng đông ọt khờ kìa. Lúc ấy cùng ôi bằng vay vô bài đang bây vì chư bù rớt ọt ôi chư bù rớt chạp rộm. Tại này vô bài lúc ấy nhá bàn đọc bàn tay bằng play mà nước đây thiếp mùi chùm luôn đầy kia ọt bàn chạp rộm đi. Tại lúc ấy cùng ôi bằng play chùm mùi nâng yên cùng xê nhỏ xót nhưng prap lúc ấy chứ bà. Đôi chế thì vô bài lúc ấy nhá lúc ấy chóng nì dây thả rổ viên à tham bằng đông hơi nâng à xì nụ ọt khờ kìa. Nì chê nì vô bài đầy kì thư đang bây bọc prap phải chi chít không ai nữa cùng ở chạm ở rong ta ô à xì ở nụ ơi nâng à tham bằng đông sờ khỉa tam gặp bớt ta vì sờ khỉa tam bị đau người ta ơi khu chì mình nha đành tư ca tùm nẹ tùm nôn chì mùi nâng à xì ở nụ hơi tư prap à xì ở nụ tư tùm nẹ tùm nôn chì mùi à tham bằng đông giang mệnh đang bây thư chi cho na nè vô bài nơi tam chi đại nâng à hơi về đại ban đo ban thực đấy nâng à tư bọc cư ta ô dùn giang mệnh tiệt ní chi nè vô bài á đại kê riêng chóm đã buôn pram chùm hiên môn đuôi ta hơi lúc ấy cùng ôi một thư đang bây đọt sai đọt xa ôi à xì nụ ở sọ nè cái này nữa chưa chụp nói chung khán à dương mưa khơi ta miên nè na đằng ta à xì nụ nhau lịch khất tới thì bài chỉ lúc ấy đằng ta kịp nhau lịch khất tới chụp bàn à ta nhom su tha bờ miên tiếp đây anh để chui lướt chui tầm cang à sạch ra ca chụp mũi bụi dùn đau mây mò bầm phai cái mai thì cái này để nhau lịch khất tới nè na để mưa khơi được trong thời mai có hòm nè miên từ lúc ấy để đằng bị đường vô bài on nè tôi chơi chụp nói nữa à rùm tiếng sạc cao mà tiếp từng on nữa à yun tham mà đóng viên mình tập lúc ấy ta ô nhom chụp mũi xì nụ nhom sờ như tăng bị đau mai lúc ấy cùng mình dây phơi phơi luôn, đôi chế chụp nói cho nó nghe, lúc ấy cùng ôi bằng vai cho nan vô bài đang bấy, ơi cùng ôi bị chia pura ta ô xì nụ nó gọi đại sờ yun đi, à nó ngay đây lúc ấy trong bằng hai vị trí say on nè, bác nhung nó chạm bằng tay điện, rung bong ôn rung chạm sắp phía chị bay chị phía bằng to, bà sầm ốc